trọn đời. Dâng hiến xác hồn theo Chúa một đời, mong đáp lên muôn hồng ân. Tình yêu Thiên Chúa vượt qua năm tháng, ngàn năm kiên vững như núi cao như biển sâu. Con muốn chọn đời dâng hiến xác hồn theo Chúa một đời, mong đáp lên muôn hồng ân. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần, mà tay trắng bàn tay, có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Dìu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng mon hèn lòng thành kính con đáp lên. Đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần, mà tay trắng bàn tay, có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài. Con làm người cho ngày sau càng
nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Thank you.
mong về bên Chúa. Hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng. Có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay bỏ lại thế gian, cho con được về bên Chúa là nguồn vui. Chỉ có Chúa mới là niềm vui đích thực, chỉ có Chúa mới là tình yêu tuyệt đối. Thank you.
Kính thưa linh hồn linh mục Vũ Ngọc Thịnh, kính thưa linh mục Đào Bảo Tuyết, phụ trách chính sự của huyện, kính thưa các linh mục, kính thưa toàn thể các ông các bác trong hội đồng giáo sứ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo ban thành giáo của cơ sở công đoàn huyện, kính thưa toàn thể các cụ công tác và giáo dân trong sư hội huyện. Hôm nay chúng tôi thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chí Tỉnh rất phấn khởi được tin Tòa giám mục cho phép Hội đồng Giáo sứ kết hợp với Phó giáo thôn Hà Nguyên tổ chức sang các cho linh mục Vũ Ngọc Thịnh. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể trong xã, chúng tôi có sửa hương lên trước tiên xuống chúc mừng linh mục Vũ Ngọc Thịnh được về nơi an nghỉ cuối cùng, được về nhà mới. Và chúng tôi cũng mong rằng linh mục chính xứ cùng các linh mục về để làm lễ cho linh mục Vũ Ngọc Thịnh. Xin mong rằng toàn thể các đồng chí lãnh đạo cơ sở thôn Hà Nguyên và họ giáo thôn Hà Nguyên cũng như toàn thể các cụ công các bà các quan chiên trong sứ hội chúng ta tập trung tổ chức và rước linh mục về nơi an nghỉ cuối cùng. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin chúc mừng và mong buổi tiễn đưa mời linh mục về nhà mới cũng như nơi an táng về nơi cuối cùng. Chúng tôi xin chân thành vị chính quyền các cấp của xã Chí Thủy liên thôn Hoàng Nguyên, cố vào Vũ Ngọc Thịnh nguyên chính xứ Hoàng Nguyên đã được làm người 77 năm và ngài đã được linh mục 46 năm, trong đó 40 năm và phục vụ làm chính xứ Hoàng Nguyên, và là ngài đã ra đi về lòng đất mẹ cách đây gần 29 năm. Với tâm tư và tình cảm của gia đình linh tông huyết tộc và giáo họ cũng như toàn thể giáo dân miền Hồng Nguyên, cố chỉnh như hạt thóc đã đi vào lòng đất 28 năm nơi lòng đất mẹ này, nay lớn đất của nảy mầm trên quê hương nơi làm việc, và cố đã trung thành kiên trì làm việc trong một cái giai đoạn rất là khó khăn về mọi mặt. Tại đây các cấp chính quyền của xã Chí Thủy cũng như thôn Đồng Nguyên đến để chung với chúng tôi trong việc hiếu nghĩa này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Oh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụ vụ, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã chiến thắng sự tội, chiến thắng sự chết và Ngài đã phục sinh khải hoàn trong vinh quang. Hôm nay chúng ta hợp nhau tại đây để chúng ta đã tham dự vào việc cải táng cha cố Phaolô, và giờ đây chúng ta hợp ý dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cố Phaolô. Theo tôi nghĩ là chúng ta nói rằng cầu nguyện cho cố Phaolô, nhưng là để chúng ta tạ ơn Chúa đúng hơn, bởi vì Thiên Chúa đã ban cho cha cố được làm người, được làm con Chúa, được làm linh mục và phục vụ cộng đoàn tín hữu trong 46 năm với chức vụ linh mục. Và cố Phaolô đã qua đời cách đây 28 năm 10 tháng. Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả những hồng ân mà Chúa đã ban cho cha cố Phaolô, và qua cha cố Phaolô, ơn của Chúa ban xuống cho mọi người trong chúng ta. Chúng ta tin tưởng và hy vọng cha cố Phaolô giờ đây đã được ở trên thiên đàng. Điều đó là chắc chắn. Còn việc chúng ta với bổn phận, với trách nhiệm, với nghĩa vụ, chúng ta dâng thánh lễ và chúng ta làm công việc đạo hiếu để thể hiện lòng biết ơn, để tỏ lòng hiếu thảo. Bởi người đời, người ta vẫn nói ăn quả nhớ người trồng cây. Có lẽ tất cả chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nói tới, không thể không nhớ tới công ơn của cha cố Phaolô. Không cho chúng ta thì cho bố mẹ, cho ông bà, cho cụ chúng ta. Vì thế, việc chúng ta hợp một ý cùng nhau dâng lễ này cũng là để thể hiện, bày tỏ niềm tin vào Thiên Chúa và tỏ lòng hiếu thảo đối với cha cố Phaolô. Với một sự hiện diện đông đảo và chúng ta nhìn thấy quang cảnh trước mắt, đó là những vành khăn trắng quấn trên đầu, cũng là để thể hiện cái lòng hiếu thảo, sự biết ơn và lòng ngưỡng mộ của mỗi người chúng ta dành cho cha cố Phaolô. Vì thế, chúng ta sẽ hợp một ý dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta cầu nguyện với cha cố Phaolô, xin Ngài đã thương chúng ta khi Ngài còn sống, khi Ngài phục vụ trong cộng đoàn tín hữu, thì nay trên thiên đàng, xin cha cố cũng nhớ tới tất cả chúng ta, chúc phúc lành cho chúng ta và chuyển cầu ơn của Chúa xuống cho mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đoàn chúng ta nữa. Với những ý tưởng đó, giờ đây chúng ta bước vào thánh lễ trong tâm tình sám hối, xin Chúa tha thứ, xin Chúa thanh tẩy để tâm hồn mỗi chúng ta trở nên sạch và xứng đáng dâng thánh lễ.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đoái thương nhận lời chúng con khẩn cầu, mà ban cho cha cố Phaolô được ơn cứu độ. Xưa người đã ra công rao giảng danh Thánh Chúa, nay xin cho người được chung phần hoan lạc cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ vì tuổi thọ đáng quý, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn bóc bạc. Sống không tùy ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị cật xảo, trá tỉnh lừa, vì sức mê hoặc của sự ác làm nhu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất pháp. Người công chính nên hoàn thiện, chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng chính đó là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Đó là lời Chúa. Đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em
tận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em lên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi chúng cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ xứng sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài tụ tập nhưng ngóng ngóng đợi chờ những ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn không còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được phải giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư lát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quần quại như sắp sinh nở, không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lấy nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trong đời Thiên Chúa ban cho chọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa. Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị đi ra hàng mà mua lấy thì hơn. Những thứ kia cũng đến gọi, thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào
tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh sử Matthew đã thuật lại cho chúng ta nghe về dụ ngôn của 10 chi nữ, trong đó có 5 cô khôn và 5 cô dại. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đây đã nghe đọc bài tin mừng này rất nhiều. Có lẽ có những người thuộc lòng rồi. Thế nhưng mỗi người chúng ta để hiểu hết được những ý nghĩa trong dụ ngôn này thì có rất nhiều những ý nghĩa và những khía cạnh khác nhau. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn qua bài tin mừng này về tinh thần sẵn sàng. Bài tin mừng là một dụ ngôn của Chúa Giêsu, Chúa đã dùng hình ảnh quen thuộc để giáo huấn và dạy cho chúng ta một bài học. Mà chúng ta thấy hình ảnh của một đám cưới của quê hương thì nó rất sẵn. Bài học mà Chúa muốn nói tới mỗi người chúng ta phải sẵn sàng để chờ đợi ngày Chúa đến. Trong một đám cưới thì chúng ta thấy nhân vật chính là cô dâu hoặc là chú rể. Thế nhưng ở trong dụ ngôn này thì chúng ta thấy Chúa Giêsu lại đặt trọng tâm về phía các cô phù dâu, bởi vì chàng rể ở đây là Chúa Giêsu, 10 trinh nữ phù dâu đó chính là chúng ta, đó chính là toàn thể nhân loại. Dụ ngôn này trước hết nói đến tất cả những người phải sẵn sàng chờ đợi ngày tận thế, ngày Chúa tái sáng để khám xét toàn thể nhân loại. Ngày nào Chúa trở lại thì không ai biết cả. Chỉ cần nhớ rằng ngày đó đến một cách bất ngờ. Đằng khác thì dụ ngôn này cũng muốn nhắc nhở tới ngày chết của mỗi người chúng ta. Ngày ấy cũng rất bất ngờ, không ai biết trước được. Người đời có câu sinh hữu hạn, từ bất kỳ là vậy. Đời con người rất ngắn ngủi, lại có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên đòi hỏi mỗi người phải cẩn thận và phải sẵn sàng. Việc chờ đợi sẵn sàng có tính cách bản thân cá nhân của mỗi người, và không ai có thể làm thay ai được. Cái sự sẵn sàng này phải có luôn, phải kéo dài, chứ không phải chỉ là có trong một thời gian nào đó mà thôi. Vì Chúa đến một cách bất ưng, Chúa có thể gọi chúng ta ra khỏi đời này bất cứ lúc nào. Cho nên như 10 trinh nữ sửa soạn có đèn mà thôi, đèn cháy mà thôi thì chưa đủ, còn phải dự chữ dầu nữa. Cũng vậy, trong tất cả chúng ta không phải chỉ là người có đạo, có đức tin, như thế chưa đủ, mà còn phải có sự nghiệp đức tin và phải có công phúc nữa. Dù hơn cho chúng ta thấy trong 10 cô phù dâu thì có 5 cô khôn và có 5 cô dại. Đó là hình ảnh tượng trưng cho hai nhóm tín hữu khác nhau, một nhóm những người khôn và một nhóm những người dại. Vì thế bổn phận của chúng ta là gì? Thưa là phải luôn sẵn sàng, lúc nào cũng phải chuẩn bị trước cho mình một sự nghiệp nước trời. Chúa Giêsu đã ân cần nhắn nhủ chúng ta hãy khôn ngoan như 5 trinh nữ khôn ngoan, mang đèn và mang cả dầu dự trữ nữa. Chúng ta phải có đèn, đèn muốn hữu dụng phải có dầu, dầu đốt mãi cũng phải hết. Do đó chúng ta phải luôn luôn dự trữ dầu, dự trữ càng nhiều thì càng tốt. Dầu đây là đời sống thánh thiện của mỗi chúng ta. Loại dầu này nếu có trữ lượng phong phú, việc phòng ngừa và cẩn thận của chúng ta mới thành hiện thực. Như thế dù ngôn 10 trinh nữ chúng ta thấy có cả khôn và có cả dại, tất cả đều ngủ.
đâu phải chỉ có những cô dạy mới ngủ. Nhưng cái làm cho các cô trở thành khôn và dạy, trở thành khác nhau ở chỗ là đã biết chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nhớ một ngày nào đó cuộc đời của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Chúng ta không biết ngày đó là ngày nào, nên chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng ta phải lo tính cho linh hồn mình, phải luôn sẵn sàng tối đa bằng cách luôn sống tốt lành. Bởi vì chỉ có những ai biết sống như thế mới đảm bảo được hạnh phúc đời đời. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau hợp ý với cha xứ và với giáo xứ Hoàng Nguyên, chúng ta cải táng cha cố Phaolô. Đây cũng là dịp để mỗi người chúng ta không chỉ là nhìn hiện tại, mà chúng ta còn phải nhìn cả về quá khứ, và chúng ta phải hướng tới tương lai. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của cha cố Phaolô, cả một cuộc đời theo Chúa, và đã được an táng tại giáo xứ Hoàng Nguyên, và nay được cải táng để đưa ra vườn thánh. Rồi chúng ta thấy có bao nhiêu những người, nào là các linh mục, các tu sĩ, rồi giáo dân xa gần, rồi không phải chỉ là có những người tín hiếu, chúng ta thấy có cả những người thuộc giới lãnh đạo của xã Chi Thủy, của thôn Hoàng Nguyên, rồi cả gia đình linh tâm huyết tộc chúng ta đi để tránh những chuyện này, những chuyện khác phiền toái, thì cha cố Phaolô đã vâng lời bề trên, đã ở lại miền Bắc trong lúc đầy những khó khăn, đầy những thử thách. Những năm 54 mà ở lại miền Bắc này, nhất là các linh mục, các nam nữ tu sĩ, đó là một sự thử thách, đó là một sự thách đố với xã hội lúc bấy giờ. Nhưng cha cố Phaolô vẫn một mực vâng lời bề trên, quay trở lại để làm cha xứ Hoàng Nguyên suốt 40 năm và phục vụ cộng đoàn tín hữu không kể nắng mưa, rét mưa. Rồi chúng ta thấy trong một hoàn cảnh đầy những khó khăn, trong suốt cuộc đời của cha cố Phaolô, Ngài luôn trung thành với chiếc xe này để làm phương tiện đi phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Khi già yếu, khi không đi được, thì bằng những cách người ta võng, người ta đưa cách này cách khác để cha cố đến với mọi người. Tôi được chứng kiến và một hình ảnh không bao giờ quên, mà có lẽ cũng luôn để nhắc nhở cho tôi trong cuộc đời linh mục, đó là Ngài ốm nằm liệt trên giường, và một bệnh nhân được cán đến thì nằm bên cạnh. Một bệnh nhân làm phép sức giờ cho một bệnh nhân. Cái hình ảnh đó mặc dù thấy cũng khổ nhưng lại thấy đẹp. Đẹp bởi cái tinh thần phục vụ, bởi cái tinh thần yêu thương. Có lẽ các linh mục trẻ như chúng tôi ngày nay ốm một tí có thể tạo ra những lý do, ông bà hay gia đình có thể xin cha này, xin cha kia, tôi ốm, tôi không đi nào. Nhưng ở đây thì không, cha cố Phaolô vẫn phục vụ, và Ngài phục vụ cho đến chết. Rồi cả cuộc đời của Ngài với
chiếc xe đạp để đi đến mọi nơi, mọi chỗ, mọi người, không phân biệt, không loại trừ. Và có lẽ vì thế cho nên đã hơn 28 năm, gần 29 năm trong ngày cải tạo này, một hình ảnh đẹp, đẹp về tình người, đẹp về tình con Chúa, bởi sự biết ơn và lòng hiếu thảo mà hôm nay chúng ta đã đến để chúng ta được chứng kiến việc cải táng, việc chúng ta tiễn đưa hài cốt của cha cố Phaolô lên nhà thờ, rồi chúng ta ở lại, chúng ta dâng thánh lễ, và sau thánh lễ thì chúng ta còn ở lại để chúng ta đọc kinh và kính viếng cha cố. Có lẽ đó là hình ảnh đẹp, và đó cũng là những người khôn, bởi vì chúng ta theo cha cố Phaolô, vì cha cố Phaolô đã chọn Chúa Giêsu, chọn Thiên Chúa và đi vào con đường của Ngài, và chúng ta cũng theo Ngài đi vào con đường Ngài đã đi, đi vào con đường mà Ngài đã dạy, Ngài đã giáo huấn, Ngài đã truyền đạt, và chúng ta tin tưởng, hy vọng chúng ta đi theo con đường của cha cố Phaolô, chắc chắn chúng ta sẽ là những người khôn ngoan, và chúng ta sẽ đến được với đích điểm, đó là hạnh phúc vĩnh viễn. Cầu chúc cho tất cả quý cụ ông bà anh chị em chúng ta được đón nhận ơn Chúa, và được cha cố Phaolô luôn bầu cử trước tòa Chúa để được đón nhận ơn Chúa nâng đỡ trong cuộc đời, để trung thành với niềm tin và sống đức tin bằng hành động, để đem lại cho chúng ta những kết quả, những giá trị không phải chỉ là ở đời này, nhưng còn hướng tới hạnh phúc vĩnh cửu mai sau, để chúng ta hy vọng chúng ta gặp lại cha cố Phaolô trên thiên đàng, để cùng với Ngài chiêm ngưỡng vinh quang Chúa và chia sẻ hạnh phúc muôn đời. Với ý tưởng đó, giờ đây chúng ta đứng lên để dâng lời nguyện xin. Ta cùng dâng lên Thiên Chúa là Cha yêu thương những lời nguyện chân thành tha thiết sau đây. Cầu cho hội thánh, Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sống, xin cho niềm tin của hội thánh không ngừng nuôi dưỡng và phát triển lưu truyền nơi người tín hữu qua dòng thời gian. Chúng con cầu xin Chúa. Là cha cố Phaolô, nhân ngày cải táng hôm nay, được Chúa thương đón nhận vào chung hưởng cuộc sống bất diệt của người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho các tín hữu đã qua đời, sống gửi thác về, về là về với Chúa. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm cho các tín hữu đã qua đời, và cho họ được chung phần hạnh phúc vinh quang với Chúa trên nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho giáo xứ, Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Xin cho mọi người đang hiện diện trong thánh lễ này được thấm nhuần sự sống bất diệt của Chúa, để đời sống của mỗi người lên hiệp nhất và dấu chỉ yêu thương, chờ đợi ngày Chúa Giêsu lại đến. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Chúa, con Chúa đã từ cõi chết sống lại để ban phúc trường sinh cho chúng con. Xin Chúa thương nhận lời chúng con vừa nguyện xin.
cho tôi tớ Chúa là cha cố Phaolô và cả chúng con cũng được hưởng tình thương Chúa xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Oh,
sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi được quyền nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà thôi: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phục sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con, các Đức Giám mục Giuse và Lorenzo cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cha cố Phaolô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha Hòa Hằng Thân, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Cho chúng con hôm nay cơm hợp.
sự giữ xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúng con vừa dự tiệc thánh thể là bí tích ban sự sống.
chúng con cầu cho cha cố Phaolô, Chúa đã trao cho người quyền thân pháp những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Ơn Chúa. Xin quý cụ ông bà anh chị em của giáo xứ Mai Đô thì chúng ta sẽ vào viếng cố luôn. Giáo xứ Mai Đô mà trước đây cố coi sóc, cố chăm lo, lúc đó chúng con chỉ là một giáo họ, chúng con còn nhiều những khó khăn, còn nhiều những thiếu sót, nhưng đã được cố chăm lo dạy dỗ, nhất là sau khi cố đã rời khỏi thế gian để cố về bên Chúa, chắc chắn là cố đã nhớ tới chúng con, nhớ tới giáo họ Bái Đô trước đây mà nay đã trở thành giáo xứ. Cố đã cầu nguyện, bầu cử và nâng đỡ giáo xứ chúng con ngày nay cũng đã được trưởng thành hơn. Chúng con ghi nhận công ơn của cố. Trước đây cố đã chăm lo giáo dục hướng dẫn cho cộng đoàn dân Chúa cả miền này, trong đó có giáo họ với cha xứ Hoàng Nguyên cùng với giáo xứ Hoàng Nguyên để cải táng cố và đưa cố ra vườn thánh của giáo xứ. Và giờ đây là dân họ Bái Đô chúng con gồm có các vị trong ban hội đồng mục vụ, ban hành giáo, các hội đoàn, các cụ, các ông, các bà, các em, các cháu đến đây để tưởng niệm cố và để kính viếng cố và để cầu xin với cố, xin cố tiếp tục bầu cử chiếc tòa Chúa cho giáo xứ chúng con để mỗi ngày chúng con thêm niềm tin, và là để giáo xứ chúng con luôn thăng tiến về tinh thần đạo đức, về sự yêu thương nhau, để sau này chúng con cũng sẽ được gặp cố trên thiên đàng. Sẽ xin cộng đoàn chúng ta đọc một kinh Thánh Cha, kinh Kim Kính, chúng ta đọc kinh Luận Sâu và Tam Áp để chúng ta kính viếng cố. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng nước Cha, chỉ đến đi Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác.
giáo xứ Hoàng Nguyên cũng như cha Du Xe đã nói, vì cha xứ chúng con là bậc tiếp khách, con được xin phép thay mặt con tổ chức và ban hội đồng của vụ giáo xứ Hoàng Nguyên xin có lời trước tiên. Hôm nay là xứ Hồng Nguyên chúng con được sự đồng ý của Đức Cha bề trên cũng như toàn thể gia tộc và các cha trong giáo phận. Giáo xứ Hồng Nguyên vì nằm trong khu vực về xây dựng của giáo đường ngày càng khang trang. Vì thế cho nên hôm nay thể hiện với sự tấm lòng, chúng con hai lần đội khăn trắng trên đầu thì cũng thấy cũng là buồn nhưng cũng là vinh dự được tràn ra những giọt nước mắt để tạ ơn Chúa và cũng nhận nhớ đến cha cố. Phong lâu trước đây đã dìu dắt chúng con và giờ đây cha đã về với Thiên Chúa gọi cha về. Hôm nay để làm tròn trách nhiệm theo nguyện vọng của giáo dân của họ sở tại xứ Hồng Nguyên cũng như cha bề trên và cha chính xứ Hồng Nguyên, hội đồng giáo xứ Hồng Nguyên cũng như tất cả các giữ sáu họ lân cận của trước đây cha xứ chúng con, cha Phaolô coi sóc, thì giáo xứ Bay Đô lại nên hợp một ý cầu nguyện, rồi cha Du Xe dâng thanh lễ để cầu chúc cho cha Phaolô và cũng chia sẻ niềm vui của giáo xứ Hoàng Nguyên chúng con để làm tròn trách nhiệm của người kính cẩn cha Phaolô chúng con cách đây 28 năm. Giờ đây chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin thay mặt ban tổ chức hội đồng mục vụ giáo xứ Hồng Nguyên kính chúc cha Du Xe mạnh khỏe, cha tràn đầy ơn hồng ơn trên Chúa ban, kính chúc các cụ các ông ban trong hội đồng mục vụ giáo xứ Bay Đô và các cụ công các bà trong các đoàn thể giáo họ Bay Đô, giáo xứ Bay Đô mạnh khỏe bình an trong Chúa Kitô và hợp nhất cầu nguyện cho cha Phong Đô. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Nhân dân cha và con còn thánh thần quay cha chúng con đã trên đời chúng con nhận danh cha và sang cho cha thì kể đi ra thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay đưa của con đời và thế nào chúng con như chúng con cũng đã nhà con ở chúng con xin cha.
con vừa dự tiệc thánh thể là kính thích ban sự sống. Chúng con cầu xin cho cha cố Phaolô, Chúa đã trao cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin mời một ca đoàn bái xuyên, chúng ta sẽ xuống chỗ người để chúng ta cứu người. Mời ca đoàn xuống lúc này dưới này để cứu. Xin cô Phaolô nhìn chúng con và tiếp tục
bầu cử trước tòa Chúa cho anh em chúng con mỗi người, và xin cho chúng con được cùng với bố dâng lời tạ ơn với Chúa là Cha Chồng. Bây cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha ta sáng luôn cha chỉ đến đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa khi còn sống.
biết có lần bố về quê được bởi vì bố bảo đồng tao văn không thể được, một ngày thì không đủ mà nhiều ngày thì không có, cho nên bố chỉ chấp đáo 5-7 năm được một lần bố ghé thăm quê hương, chỉ có anh em con cháu và quê hương đến thăm bố được thôi. Có lần thì 5 ngày 7 ngày cô kể chuyện và chúng con trình bày với cô về quê hương. Dòng đời đổi thay và lòng người cũng đổi thay nhiều rồi. Các cô biết thôi con, bởi vì cô là người khôn ngoan, cô là người cao niên, cô là người biết nhiều. Con chỉ được một phần rất nhỏ ở nơi cô là bởi vì chịu sự dạy bảo của cô thôi. Và hôm nay chúng con đến với cô sau gần 29 năm, lại có dịp anh em con cháu biết đọc và đào bỏ quê hương đến bên cố để rồi nói cho cố nghe thôi, nhưng không cố không nói gì mà chúng con như chúng con vẫn nghe được và nhớ lại tất cả những gì mà cố đã nói với đào bỏ quê hương, làm sao cho xứng đáng là nơi và quê hương mình có rất nhiều cảm cha. Nơi quê hương mình có nhiều người đã dám chết vì đạo đấy. Cô nói với chúng con như vậy. Hôm nay chúng con ở bên cố và chúng con lại nhớ lại tất cả những lời cố nói với chúng con. Và chúng con cũng hứa với cố rằng tất cả những gì mà cố đã nói với cá nhân hay với cả họ đạo khi có gì gặp gỡ, chúng con cố gắng để thực hành, để không bao giờ chúng con làm những gì mà để cho cố phải buồn vì quê hương. Cố nhắc cho chúng con rằng 22 vị đã chết vì đạo trên quê hương mình đấy. Chúng con sống như thế nào thì sống để ngoài phụ lòng tổ tiên cha ông. Hôm nay trước mặt cố toàn thể dân họ, gia đình anh em con cháu và cả bác hùng mà Vinh cũng ở với cố một thời gian dài, rồi con chỉ là cái người cuối cùng ở với cố từ biệt quãng đời này. Với tất cả những tâm tình ấy, con xin thưa với cố và con cũng thay lời cho cả nhà quê anh em biết rằng thưa với cố như là những ngày mà cố còn sống, con đem gõ cửa và con trình với cố tất cả những gì mà cố đã dạy con. Thưa cố Paulo, ở Nguyên rất yêu mến cố và quê hương cũng rất tha thiết được mời cố về. 60 năm cách đây, cố đã vâng lời được cha quê không đi Nam nữa, cha ấy trở về để làm cha xứ Hoàng Xá và kiêm nhiệm vùng này. Con nghĩ cố đã vâng lời, cố vâng lời để không trở về Việt Nam và lại bao lâu hành lý trở về Hoàng Xá tiếp tục làm cha xứ của giáo điểm rộng lớn này. Vậy là cố đã vâng lời Đức Hồng Y Duce Maria chuyển như quê. Và hôm nay con cũng tha thiết nhân cơ hội này, chúng con muốn để cố về đoàn tụ với tổ tiên và quê hương, gặp lại những người của dân làng. Nhưng Phạm Nguyên yêu mến cố, chúng con cũng tha thiết xin điều đó. Nhưng con lại nghĩ rằng cố lại vâng lời để trên cố ở lại với Phạm Nguyên. Và dù là cũng không ở nơi phần đất mà cố đã được đào sâu chôn chặt gần 29 năm, hôm nay với lý do phải xây dựng nhà thờ rộng hơn, cao hơn, đẹp hơn, cố lại vâng lời về trên, cố lên và cố đã sang miền đất mới để con đã ra cùng với tổ tiên ông bà và những người đang làm việc gì ở nơi vực hành xứ Quảng Nguyên. Và như thế con nghĩ rằng cuộc sống vâng lời là cao cả hơn tất cả. Vâng lời Chúa, vâng lời về trên. Và hôm nay trước mặt cố, con muốn nói như vậy để rồi cố cũng biết cho lòng con. Con đã thưa với Đức Tổng là con tha thiết để xin con được đưa cố về cố tổ tiên. Thế nhưng về trên là lần cố ở lại với Bằng Nguyên cho đến ngày tận thế, để rồi chúng con và cụ và tổ tiên cũng như tất cả mọi người trong quê hương dân họ sẽ lại được gặp cố ở trên nhà Chúa. Với tất cả những tâm tình đó,
linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vàng lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấm u cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lương từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân thân. Đoàn giáo sứ thảm họa vào viếng cố Phaolô, con xin kính mời. Khi chúng con về viếng cố thì được Chúa cố nhìn thấy chúng con, thế và cố về thiên đàng thì được ơn Chúa thì xin Chúa cũng chuyển ơn lành từ thiên Chúa đến với chúng con. Ở đây xin cộng đoàn hiệp ý với đoàn quân dân thảm họa là một kinh lạy Cha, một kinh tin kính và một kinh bởi lời cầu nguyện cho cố Phaolô. Tôn lên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cha về làm người thợ gặt, sinh ra và dìu dắt rất nhiều mầm mống giáo hội Công giáo Việt Nam, nhất là xứ Hoàng Nguyên và nhất là miền này sáu xứ, và chúng con đã hưởng ở ngọc ân này. Cha ra đi để lại một sự đau buồn cho giáo xứ Hoàng Nguyên cũng như họ Nguyên và tất cả các giáo xứ trong miền Cha quay sắp hơn 4 năm qua. Giờ này lần thứ hai chúng con được đặt trên đầu khăn tang trồng nước mắt đợt hai để chia lìa chia xa ta. Bởi vì theo nguyện vọng của giáo phụ Hoàng Nguyên muốn xây nhà thờ lớn và khang trang sau này để chuẩn cho con cháu đời sau. Và xin mời đoàn trầm hạ giãn để xin mời đoàn khách tiếp tục vào. Đoàn khách bước đông tiếp tục vâng. Vào. Và để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu giáo xứ Quốc Đông do cha xứ làm trưởng đoàn vào kính hương hồn cha cố Phaolô, xin trân trọng kính mời. Sứ có thể nói được là rất khiêm tốn. Trong tin mừng có câu chuyện người phụ nữ Cana đến xin với Đức Giêsu chỉ được nhận những miếng muộn bánh vụn từ bàn ăn của chủ rớt xuống. Hôm nay con đang ở Phúc Đông. Hôm nay con cùng với giáo xứ Phúc Đông để lại lên với cố Hoàng Nguyên. Như lời con nói, cố đã trở thành gạch nối cho những thế hệ trước và thế hệ này. Cố đã trở thành gạch nối giữa con người và Thiên Chúa, và cố cũng dạy con làm điều đó. Chắc chắn từ sáng đến giờ cố cũng biết con trở thành những gạch nối như thế nào. Tại sao lại ở Quốc Đông? Tại sao hôm nay lại cùng với đoàn giáo dân Quốc Đông để lên với cố? Thưa cố, đó là cái gạch nối mà cố dạy con. Cố gắng sống thế nào để tạo nên những gạch nối. Giáo xứ Bút Đông, một nhóm trẻ được những người yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và yêu mến trẻ thơ, đã từng chủ nhật đến với cố dăm bảy em, chỉ cố cho được xưng tội nước lễ lần đầu. Con lại lên gõ cửa, có mấy người Bút Đông, có mấy em Bút Đông muốn cố giải tội để cho các em được rước lễ lần đầu. Bởi vì thưa cố, lúc ấy thời buổi khó khăn, làm sao mà có thể làm một việc tập trung được một ngày, cho nên dăm ba em và một người dẫn lên và cố lại xuống giải tội bằng cái tích thiện sức. Cho nên có thể nói được một giáo xứ Bút Đông cận kề với giáo xứ Trầm Hạ. Cố ra làm lễ Trầm Hạ là nhằm để phục vụ Bút Đông.
Hôm nay con vẫn nghe thấy giáo dân Bút Đông nói với con như vậy. Chạy sấp chạy ngựa lên để kịp giờ lễ ở Trầm Hạ. Chạy sấp chạy ngựa lên Hoàng Nguyên để kịp lễ chiều thứ bảy. Ai có điều kiện thì ở lại lễ hôm sau. Thì hôm nay đây, giáo sư Bút Đông chưa cố đổi thay nhiều rồi. Đã có lúc giáo sư Bút Đông có tới 3 linh mục. Không còn phải khổ như xưa nữa cố ạ. Ngày Chủ nhật có tới 4 thánh lễ rồi. Cố mừng cho chúng con. Và cố cũng hiểu cho chúng con trong những thời buổi khó khăn, chúng con vẫn kiên trung giữ vững một niềm tin. Và chúng con tin rằng Chúa vẫn là Chúa. Và Bút Đông mãi mãi vẫn là Bút Đông. Cố đã biết, cố đã phục vụ. Thì hôm nay trước mặt cố, chúng con lên với cố để rồi không gọi cố sức giàu nữa, không gọi cố giải tội nữa, mà chúng con lên với cố để chúc mừng cố về nhà mới. Và chúng con hy vọng rằng những lời chuyển cầu trước tòa Chúa và cố dành cho Bút Đông chúng con vẫn mãi lại mãi là một lời chuyển cầu rất hiệu nghiệm. Và Chúa đã, đang và tiếp tục ban những ơn đẹp chúng cho chúng con. Chúng con kính chào cố. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và Cha ngợi Cha, chỉ đến đi Cha, để hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay cơm được hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa xưa cám dỗ những điều chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính thưa các cụ công, các bà ở đoàn giáo Phật giáo xứ Bút Đông, Cha Phaolô chúng con trước đây đã chăm sóc xứ Bút Đông, người là niềm tin sắt đá và truyền tin gieo hạt giống tốt đẹp của cái vùng chúng con, trong đó có xứ Bút Đông. Giờ này Cha quê hương của Cha lại nối tiếp sự nghiệp và được giáo hội phân công trong xứ Bút Đông theo sự nguyện vọng của giáo hội Hoàng Nguyên, cũng như giáo xứ Hoàng Nguyên chúng con muốn chuyển Cha về nơi đất mới. Cũng một sự buồn thay cho chúng con và mọi người, nhưng vì một sự hiện diện của sau này cho nên chúng con cũng phải chấp nhận và thực hiện theo lời bề trên. Nay Cha Giuse và đoàn mục vụ giáo xứ Bút Đông đến kính viếng Cha cố lần cuối cùng chúng con giáo xứ Hoàng Nguyên để tiến đưa người về nơi đất mới. Xin cố Phaolô cầu nguyện cho Cha Giuse và các cha của chúng con cũng như miền đất của chúng con ngày sau được vững bền theo chân Chúa. Con không biết nói gì hơn, thay mặt ban mục vụ hội đồng giáo xứ Hoàng Nguyên, chúng con xin cảm ơn Cha, kính chúc Cha mạnh khỏe bình an để dẫn dắt chúng con không những xứ Bút Đông và chúng con và nhiều nơi khác được giáo hội bề trên phân công cho Cha. Xin chúc các cụ trong ban mục vụ giáo xứ và giáo dân xứ Bút Đông mạnh khỏe và đức tin trong Chúa. Con xin cảm ơn Cha và mọi người.
9 năm. Cố Phaolô sẽ trên bàn thờ để cử hành thánh lễ bằng thân xác của Ngài. Nhưng với giờ này, cũng nơi đây, cố sẽ hiệp dâng thánh lễ bằng hài cốt của Ngài. Đây là một tình thương mến. Sau 29 năm, cố đã hiện diện giữa cộng đoàn dân Chúa để hiệp dâng thánh lễ. Trong tâm tình đó, giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo miền Hoàng Nguyên sẽ có lời tri ân và cảm tạ trước khi bước vào thánh lễ. Sau cái đời này, là chúng ta bắt đầu hiệp dâng thánh lễ. Hài của cha xứ Phêrô. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, kính thưa quý khách, kính thưa cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay chúng ta quy tụ tại nhà thờ này để các cha làm lễ cầu linh hồn cố Phaolô Vũ Ngọc Thủy. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, kính thưa quý khách, kính thưa cộng đoàn, bề trên đã giao cho cha. Quý cố, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, đúng là con người ta sinh ra và khao khát được hạnh phúc. Đã là con người sinh ra sống ở đời, một niềm khát vọng sâu xa là được hạnh phúc. Và với chúng ta thì hạnh phúc tuyệt đối chỉ có được ở nơi Thiên Chúa mà thôi. Một cách nào đó chủ quan để nói với cộng đoàn rằng cha cố Phaolô cũng là một con người thật là hạnh phúc. Nghĩ rằng đến ngày tận thế chúng ta mới lại nhìn thấy cố, khi Chúa cho thân xác sống lại kết hợp với linh hồn để hưởng nhan Thánh Chúa. Thế nhưng chưa tới 29 năm thì chúng ta lại được phúc nhìn thấy mặt cố. Và cũng cố cũng nhìn thấy tất cả mọi gương mặt thân quen của giáo miền Hoàng Nguyên, cũng như là các giáo xứ thuộc miền Tây Phú Xuyên, cũng như là các xứ trong tỉnh Hà Tây. Hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Và đối với tôi thì lại cũng rất là hạnh phúc. Chúa Giêsu bảo rằng tớ bằng chủ là khá lắm rồi. Chỗ này là chỗ đứng của cố vẫn thường dâng lễ với chúng ta. Suốt dọc cuộc đời hơn 40 năm làm linh mục, làm cha xứ. Và hôm nay cái chỗ giữa này, đứng làm chủ tế này, được cha xứ Hoàng Nguyên phân công, con lại được đứng ở chỗ này.
chỗ mà cố đã từng đứng để dâng thánh lễ, để rao giảng tin mừng, để truyền phép thánh thể. Cho nên cố Phao Lô ơi, cố hạnh phúc lắm, bởi vì hôm nay mọi người thân quen lại được thấy cố, đã thấy cố hiện diện giữa một cộng đoàn giáo dân đông đúc của biển Hoàng Nguyên và các giáo xứ mà cố đã có dịp đặt bước chân đến trong công việc rao giảng tin mừng. Và hôm nay con chủ tế thánh lễ và có các quý cha đồng tế với con, và có cả cố ở giữa nữa, thì thừa ra một thánh lễ đồng tế được coi là đầy đủ nhất, bởi vì trước đây cố dâng lễ một mình, một hai cha nữa là cùng, nhưng hôm nay anh em chúng con đồng tế với cố, cùng với cố để tạ ơn, cùng với cố để cầu nguyện, và xin Chúa đón nhận cố và hưởng nhan thánh Chúa đời đời. Và xin cố đừng quên chúng con, những con người mà cố đã dạy công dạy bảo, những con người mà cố đã luôn luôn chăm lo, những con người mà cố vẫn ước mong để được nghĩa với Chúa. Thì hôm nay trong thánh lễ này và sau thánh lễ này, chúng con rất là vui, rất là mừng, bởi vì cố đến một phần đất mới, để rồi ngày tận thế Chúa sẽ cho cố sống lại để hưởng nhan thánh Chúa đời đời cùng với linh hồn bất tử. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta có mặt ở đây, mỗi người chúng ta chắc chắn đều có một cái mối tương quan cách này cách khác đối với cha cố Phao Lô. Có thể là giáo dân, có thể là những người đã từng làm việc, có thể là những người anh em họ hàng con cháu, linh tông huyết tộc quê hương, và những người cũng đã một lần nhìn thấy cố, đã một lần nhận được bí tích mà cố cử hành. Với tất cả những tâm tình đó, chúng ta vào thánh lễ để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn cho cố Phao Lô cùng với cố Phao Lô, và để lời cầu nguyện, lời tạ ơn được xứng đáng, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tất cả những thiếu sót lầm lỗi, xin Chúa thứ tha để chúng ta có được một tâm hồn trong sạch tham dự thánh lễ, và xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa xin nói thương nhầm lời chúng con khẩn cầu, mà ban cho cha cố Phao Lô được ơn cứu độ. Xưa người đã ra công cao giảng danh Thánh Chúa, nay xin cho người được chung thần hoan lạc cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách khôn ngoan, người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc. Sống không tỳ ố đã là sống thọ,
người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa, vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quê cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính lên hoàn thiện, chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Đó là lời Chúa. Trên đồng cỏ xanh tươi, bên mày dối trong lời, người cho tôi nghỉ ngơi, hồn tôi nó có niềm vui. Trên đồng cỏ xanh tươi, bên mày dối trong lời, người cho tôi nghỉ ngơi, hồn tôi nó có niềm vui. Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí, khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Như là thần khí làm cho anh em lên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Mọi loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn,
nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên vẫn còn miền trông cậy, làm cho ngày cũng có được giải thoát. Không phải lệ thuộc vào cảnh hư lát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như lúc sinh lở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trong đời Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con và là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa. Kính thưa quý cô ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được mời gọi quy tụ về nơi đây thật là một dịp rất đặc biệt. Đặc biệt vì thường người ta sau khi ăn táng chỉ vài ba năm là họ cải cát, nhưng mà ở đây là 29 năm. Rồi đặc biệt nữa thì thường đám cải cát thì trong gia đình, người thân, rồi đến làng ngoài xã là cùng. Nhưng mà đây thưa anh chị em, không chỉ là người thân, không chỉ là làng xã, mà là liên đới với nhiều làng, nhiều xã. Mà không chỉ làng xã mà thôi, nhưng còn cả huyện, và trên cả huyện nữa là tỉnh. Mà không chỉ một tỉnh nữa đâu thưa anh chị em, có nhiều tỉnh nữa. Vâng thưa anh chị em thân mến, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Đó là niềm tin của chúng ta, và đặc biệt cho chúng ta ở trong tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn, thật là ý nghĩa cho ngày lễ hôm nay.
Cầu nguyện cho các linh hồn là trách nhiệm liên đới của mọi người tín hữu Kitô. Đó cũng là tính hiệp nhất của cả ba giáo hội Khải Hoàn trên thiên đàng các thánh năng ở đó. Tùy giáo hội đau khổ là các linh hồn đang bị giam cầm ở nơi luyện ngục, chắc chắn sẽ có ngày được lên thiên đàng và làm thánh. Và giáo hội chiến đấu là mọi người chúng ta đang phải sống ở thế gian này với những thân xác già nua, yếu đuối, bệnh tật và trước cái chết nữa, thưa anh chị ạ. Theo truyền thống tốt lành của giáo hội Công giáo thì tháng 11 là tháng đặc biệt cầu cho các linh hồn. Nhưng mà dĩ nhiên không chỉ là tháng này, thưa anh chị em, mà là hàng ngày. Ngày nào chúng ta cũng phải nhớ cầu nguyện cho các linh hồn. Bởi vì các linh hồn trong đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em, người thân của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, ở đời chúng ta thường nghe nói sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Đó là quy luật muôn thuở. Thế nhưng kể cũng lạ, người đời mà cũng nói thác về. Phải chăng người ta cũng vẫn mơ hồ và nhìn nhận chết là đi về, về đâu một cõi vĩnh hằng nào đó? Đi về là nói tới việc di chuyển đến nhà mình, ít chí ít cũng là cái nơi thân quen nên chúng ta mới đi về. Không ai nói về một nơi xa lạ hoặc một nơi mình không thích. Tháng 11 nhắc nhở chúng ta rằng thân phận con người sẽ có ngày phải chết. Nhưng mà chết rồi chúng ta đi về đâu? Càng sống lâu, người ta càng có cơ hội thấy những người khác ra đi không hẹn trở lại. Và tham dự nhiều đám tang, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù giỏi hay dốt, ai cũng phải buông xuôi với hai bàn tay không. Đó cũng là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ lại quy luật mà Thiên Chúa đã tiền định từ ngàn xưa. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Cho sống hay là bắt phải chết là quyền của đấng tạo hóa. Chúa lấy sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Thánh Vịnh 104. Rồi chúng ta nhìn đi nhìn lại cuộc đời thấm thoát rất nhanh. Thưa anh chị em, Việt Nam ca dao có câu: thời giờ thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mất chẳng chờ đợi ai. Mới ngày nào mà cha cố của chúng ta đã 29 năm, thưa anh chị em. Thời gian qua mau thì đời người cũng mau qua. Mới sinh ra mà đã mau về già. Thánh Vịnh 90 cho chúng ta biết thế này: tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80. Nhưng mà cái 80 đó anh chị em ạ, phần lớn là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Kiếp người mong manh là thế, cho nên không có lý do gì để chúng ta hành hạ nhau, ghen ghét nhau, hận thù nhau hoặc không tha thứ cho nhau. Thật khó hiểu khi có những người vẫn kèn cựa nhau từng chút, kể cả những điều nhỏ nhoi nhất. Rồi tất cả sẽ qua, cuộc đời chẳng là gì cả. Càng thu vén càng tiếc nuối, càng tự dày vò mình. Kiếp phủ sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong. Chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Thánh Vịnh 103 đã cho chúng ta biết điều đó. Nhưng thưa anh chị em, với niềm tin người Kitô hữu chúng ta thì chúng ta có một chỗ định cư vĩnh viễn là ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Có Đức Mẹ, các thánh và đại gia đình của Đức Kitô mãi mãi sum họp với nhau trong yêu thương. Kiếp người đầy gian truân, đời người tưởng dài mà thật ngắn.
con người khác chi hơi thở vùn vụt, tuổi đời tựa bóng câu. Thế nên ở đời người ta có nói, dù có giận ghét nhau tới đâu thì người ta cũng sẵn sàng tha thứ cho nhau. Khi đứng trước sự sinh tử, đứng trước đối diện với tử thần. Nghĩa tử là nghĩa tần, nên mỗi người chúng ta hôm nay đến đây là một cơ hội rất là đặc biệt. Cha chủ tế có nói nó là một hạnh phúc anh chị em. Một người đã qua đời chỉ là phù vân chẳng có gì bền vững, chỉ có Thiên Chúa mới là vạn đại trường tồn. Và thưa anh chị em, cũng chỉ trong Thiên Chúa, trong tình liên đới mà hôm nay chúng ta mới có mặt ở đây. Vâng thưa anh chị em, chắc hẳn ai chúng ta cũng đã từng hơn một lần nghe tới Hoàng Nguyên. Với những thời hoàng kim, những công trình vĩ đại, những ai đã từng một lần đến và thấy Hoàng Nguyên nhưng đâu còn, thời ấy đâu còn, những công trình ấy đâu còn, bởi vì các công trình sẽ có lúc đến ngày phải được cất đi. Nhưng thưa anh chị em, chỉ có công trình đức tin, công trình của Thiên Chúa mới luôn bền vững. Vào những năm sau 45, nhà chàng Hoàng Nguyên phải rời đi. Biến cố năm 54 di dân, và đặc biệt sau những năm đó cho mãi tới năm 90 là những thời gian thật khó khăn để chống chọi với một xã hội lúc bấy giờ dưới mọi hình thức. Thế nhưng cha cố Giuse của chúng ta vẫn kiên trì lèo lái và giữ vững đức tin cho cộng đoàn Dân Chúa miền này, dẫu rằng chỉ có một mình với một cộng đoàn rộng lớn, không có những phương tiện như chúng ta ngày nay, thường là đi bộ, rồi cám võng, kinh tế thì đói khăn, đói khổ, thật là vất vả. Nhưng mà một điều chúng ta thấy đáng nói đó là nhiều khi không được tự do làm những việc của mình. Thế nhưng Ngài vẫn giữ vững âm thầm và giao truyền đức tin cho miền này. Đó là gia sản mà còn tồn tại ở trong Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta có được gia sản đức tin ấy, chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn cha cố Giuse và các đấng các bậc. Chúng ta hãy thắp lên nén hương lòng để tưởng nhớ, để biết ơn các ngài. Đồng thời, chúng ta hãy sống thật tốt những giây phút hiện tại và thật ý nghĩa. Bởi vì sự sống chính là hồng ân Chúa ban. Chúng ta hãy tận dụng những thời gian để xây dựng một sứ đạo tốt, để duy trì đời sống đức tin mà các đấng đã giao truyền và dày công phun sới. Thế rồi hôm nay chúng ta quy tụ về đây cũng là một dịp đặc biệt để chúng ta biết phải tập chết mỗi ngày, chết đi với những tham lam ích kỷ, chết đi cho những đam mê tội lỗi, để rồi khi chúng ta gieo vào nấm mồ một thân xác mục nát, nhưng chúng ta tin và hy vọng một ngày sẽ được trỗi dậy với một thân xác thần thiêng bởi quyền năng của Đức Kitô phục sinh. Và đó cũng là niềm tin của cha cố Giuse cũng như mọi người chúng ta đã từng tuyên xưng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Chúng ta tin, cha cố cũng tin, tất cả mọi người chúng ta sẽ sống lại và gặp nhau ở trong Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho cha cố Giuse. Tôi nhớ có một danh nhân nào đó đã nói với người bạn của mình rằng: khi tôi chết, xin anh khắc trên bia mộ của tôi dòng chữ rằng: nếu người đời còn sống mà quên người đã chết, tức là làm cho họ chết thêm một lần nữa. Vâng thưa anh chị em, chúng ta hãy cầu xin để ơn Chúa biến đổi chúng ta, như hạt lúa mì gieo vào lòng đất phải chết đi, nhưng chúng ta vẫn được những người khác nhớ đến. Để biết ơn, để cầu nguyện cho những người đã qua đời, để họ không bị lãng quên và không bị chết một lần nữa. Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, xin thương tha thứ mọi hình phạt cho các linh hồn nơi luyện ngục
và sớm đưa họ về hưởng nhan Thánh Chúa và được sống đời đời cho tình yêu của Ngài. Amen. Trước cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu đã mặc khải người là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay khi Chúa toàn nghĩa vụ đạo đức trong việc dâng lễ để cầu nguyện cho cha cố Phaolô thân yêu của chúng ta đây, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Thank you.
cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của tay ta để ta cùng hôn nhân Chúa là như Chúa chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn và cầu cho Cha Cố Phaolô, chính người đã bao lần dâng lễ giữa cộng đoàn tín hữu chúng con, ước gì lễ tế này thánh hóa người tròn vẹn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lời Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa vào. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Là Thiên Thần Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phêrô chúng con, các Đức Giám Mục Giuse và Lorenzo cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cha cố Phaolô, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Ban cho cha cố Phaolô đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống đời và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được hầu ánh sáng tốt nhan Chúa. Chúng con lời xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Giô-xê, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, ta sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dâng nguyện lời. Cha chúng con ở trên trời, chúng con thành cha ta sang nước cha chỉ mọi sự giữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Oh,
và phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta quy tụ về giáo xứ Hoàng Nguyên hôm nay để dâng lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha cố Phaolô thân yêu của chúng ta trong ngày cải táng. Trong suốt 78 năm, cha cố Phaolô là con Chúa,
cha cố đã gắn bó với Đức Kitô trong sự chết và sự phục sinh của Người. Với 46 năm linh mục thì cha cố Paulo đã chọn Đức Kitô làm Chúa của đời mình, đã trung tín cử hành mầu nhiệm thánh thể và không ngừng minh chứng cho tình yêu cứu độ của Đức Kitô bằng gương sáng. Do đó giờ đây chúng ta có quyền tin rằng cái chết chỉ là chấm dứt cuộc sống ở trần thế này để đưa cha cố bước vào cuộc sống mới bên Chúa, gặp gỡ và chung hưởng hạnh phúc với đấng mà cha cố đã hết mình phục vụ. Những người có niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau, chúng ta đều xác tín rằng sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Dù sống hay chết, tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống trong cuộc đời này làm sao mất được nếu người tín hữu có một niềm tin và biết lẽ sống cuộc đời. Vì thế trong ngày cải táng cha cố Phaolô hôm nay, chúng ta đã không hát lên bài ca bi thương, bởi vì đó đi ngược lại với niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Chúng ta sẽ không tâng bốc hay trồng lên mộ cha cố Phaolô cây cao bóng cả, bởi vì những lời hoa mỹ và sự chuyển hóa của cây cao cả ấy chỉ dừng lại ở bên ngoài. Cho bằng chúng ta hãy cắm lên mộ cha cố Phaolô đóa hoa lòng để nói lên tâm tình kính nhớ của con chiên được cha cố tận tình chăm sóc yêu thương. Kính nhớ cha cố Phaolô hôm nay, tất cả chúng ta cùng chung lời cầu nguyện. Xin Thiên Chúa là cha yêu thương, đấng mà cả đời cha cố Phaolô đã trung thành bước theo, đón nhận cha cố vào chung hưởng hạnh phúc trong vương quốc của Người. Nhớ đến cha cố Phaolô là lẽ đương nhiên, vì cha cố Phaolô đã để lại nơi chúng ta những kỷ niệm đẹp, đẹp trong cách sống, trong giao tế, đẹp trong lối cư xử chân tình của một vị mục tử đã hết mình chăm lo cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào trong tình thương của Chúa và ân nghĩa với nhau. Cha cố đã để lại nơi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ vì vị cha già đạo đức thánh thiện luôn vui vẻ, an ủi, động viên và khích lệ mọi người giữ đức tin và thể hiện đức tin công giáo trong cuộc sống đầy những thách đố và khó khăn. Giờ đây, con xin được thay mặt cho các con cháu linh tông và huyết tộc của cha cố Phaolô, xin chân thành cảm ơn quý cha vì yêu quý cha cố Phaolô, vì để khích lệ cộng đoàn tín hữu, các cha đã không quản ngại đường xá xa xôi và thời tiết, đã đến để xưng lễ cầu nguyện cho cha cố Phaolô của chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha xứ Hoàng Nguyên cùng với toàn thể các hội đoàn, các ông bà và anh chị em trong giáo xứ đã tổ chức việc cải táng và lo liệu các công việc tổ chức cầu nguyện và đặc biệt là trong thánh lễ hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn các vị chính quyền địa phương thôn Hoàng Nguyên, xã Chi Thủy đã đến kính viếng và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phaolô của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn 17 giáo xứ với các giáo họ trực thuộc mà trước đây cha cố Phaolô đã phụ trách cũng đã đến để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố. Chúng tôi xin cảm ơn ban hội đồng mục vụ, cảm ơn các quý cố, quý ông bà, anh chị em ở giáo họ Tiên Hào là quê hương của cha cố Phaolô. Khi cha cố Phaolô còn sống, các quý vị thường xuyên thăm hỏi, động viên, khích lệ. Rồi khi qua đời, các vị cũng đã đến kính viếng cầu nguyện. Và trong ngày hôm nay,
ngày cải táng bà tiễn đưa cha cố đến nơi đất thánh của giáo xứ Hoàng Nguyên, quý vị lại tới để hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa cha cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi cảm ơn các hội kèn, hội trống, ca đoàn đã kính viếng và phục vụ thánh lễ và tiễn đưa hải cốt của cha cố Phaolô hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả các đoàn thể, các gia đình, các cá nhân đã đến cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ để cầu cho cha cố Phaolô. Chúng tôi cũng xin thay lời cha cố Phaolô cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ cầu nguyện hiệp dâng thánh lễ và chăm lo phần mộ của cha cố Phaolô. Cuộc đời của cha cố Phaolô gắn liền với giáo xứ Hoàng Nguyên này. Tính từ khi cha cố sinh ra cho đến nay là 105 năm, thì đã có gần 70 năm cha cố ở đất Hoàng Nguyên này, 40 năm sống và làm việc dưới cương vị là cha xứ và hơn 28 năm đã an táng tại đất Hoàng Nguyên này, rồi sau đây sẽ được an táng tại đất thánh của giáo xứ. 46 năm linh mục thì có 40 năm là cha xứ của giáo xứ Hoàng Nguyên và các giáo xứ trong khu vực. Một lần nữa chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố và toàn thể anh chị em. Xin chúc quý cha, quý cố và toàn thể anh chị em được tràn đầy ơn Chúa và phúc lành của Chúa Kitô. Xin cho mọi, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Phaolô. Sau thánh lễ, hài cốt của cha cố Phaolô được an táng trong đất thánh của giáo xứ Hoàng Nguyên. Vì tình thương và lòng biết ơn với lòng hiếu thảo, chúng con xin kính mời mọi người tiễn đưa hài cốt của cha cố đến nơi đất thánh của giáo xứ Hoàng Nguyên. Một lần nữa, toàn thể gia đình linh tông và huyết tộc chúng con xin đồng bái tạ. Thánh thần, người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba gọi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ban cho trí hồn con ơn biến khôn ngoan tìm theo chân lý xa điều gian dối.
trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Thank you.
trần gian, mấy ai biết ngày hợp ta. Hôm qua hỉ hoan, đùa vui hát cười rộn rã, mà nay người đã xa, lời ca nhiều xót xa, phút giây xa thân lụi tan, còn đâu nữa mà thở than.
trở về buổi đó. Ôi con người là hạt bụi đất, đường Chúa thương cho nên hình hài. Vì Chúa thương bao con một ngày, Chúa khoan dung rộng lượng vô biên. Bao năm rồi cuộc đời hy sinh để sống luôn yêu thương mọi người, một đức tin trung kiên tuyệt vời. Hãy vui lên hân hoan bước về nhà cha. Để sống